tay với ông bác. Ông bác dễ thương. Cơm rồi. Cơm rồi hả bác? Rồi rồi. Dạ, cơm với gì bác? Cơm, ổn quá. Ăn chay hả bác? Trời ơi, cái người ốm quá trời ốm mà. Ăn chay có nhiều món không? Đủ món, đủ dinh dưỡng không? Đầy đủ. Đầy đủ ha. Bác sống nhỏ lớn đây bác. Bác ơi. Ủa? Nhỏ lắm. Bác sống ở đây hả? Lên làm sao? Ơi nhưng mà vẫn quay mặt một thẳng một đường thôi. Không có cần quay lại không? Dặn hồi nãy rồi. Để an toàn mạng sống cho những người ngồi đằng sau. Mình nói chuyện mình nhìn thẳng một đường mà đi. Mày không, ông chắc cũng sắp lãng lãng tay rồi đó. Lớn tuổi rồi. Dạ lớn. Một tay nó phải biết. Dạ lãng lãng. Nói chuyện phải lớn. Tay. Giống như mình nói chuyện mình phải hát vậy. Mấy cái. Vô mà chạy xe gì là mà phải nói chuyện lớn nè. Dạ. Đó. Vô. Hoặc là đi làm gì mà có máy móc là hồn ào á. Tại ông chạy xe hoài nè, ông chạy xe hoài cho nên là phải nói chuyện lớn mới nghe được. Nhỏ là kêu anh hai lúa. Anh mặc cái bộ đồ này là nhìn dễ ra ha. Đi phớt qua là nhìn biết. Đồ tay áo thun rồi đeo kiếm rồi vô là tao làm cho ta nhức đầu đó. Dạ. Đi qua cái ta suy nghĩ hoài. Thôi ta mới nhớ, có một người nhớ cũng chạy theo. Dạ. Chạy theo đâu vô nãy cũng như chú Thanh Nam không ơi. Chứ nhiều khi người ta tưởng nó người giống người. Mặc bộ đồ này là biết cái phong cách. Đóng cái khung này là nó cũng nhớ chực, nhớ liền. Ok. Ồ, không ai lúa. Tới cái tên nhân vật luôn là Thành Công ha. Rồi chạy xuống dưới luôn hả bác? Trời ơi. Chưa tới bến luôn. Đúng rồi. Tới bến luôn. Chạy cái này chạy qua sông luôn được hả bác? Nhưng mà mình có cái độ thắng không chứ để đi xuống luôn với sông là nó hơi kỳ. Đi rồi. Ta nói mình ta lái yếu á ông đó. Đó đó đó. Tới đó. Thắng lại. Từ từ đó xuống ra. Đi luôn xuống dưới đó thì xịn lắm. Cảm ơn bác rồi, để con nói cái nội lụm đừng hỏi ấy của em một màu nói bé Trang gửi tiền cho trai ngoại con khá hả cô? Cô ngoại khá hả? Nãy mua số nữa ngoại khá dạ. 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 Rồi cảm ơn cô nha, cảm ơn bác. Rồi. Dạ, cảm ơn nha. Ừ. Dạ. Lần sau lại gặp nữa nha. Dạ dạ, dạ hẹn lại, cảm ơn ạ. Dạ dạ. Nó tiếng Mỹ không à? Dạ dạ. Cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại. Rồi đi đi. Dạ. Rồi, rồi tạm biệt nha. Ủa anh Trung đâu? Dạ em đây. Rồi rồi. Dạ dạ. Mời anh. Trung tưởng em tao khỏi cần dĩnh tao bạch đủ tao bay bay tao bay không à tao bay không à để em gớt xuống hào ngồi mé trong xíu nè anh ngồi mé trong xíu cho nó mát ngoài nắng còn bây giờ này mà còn cái dừa còn nước móc móc rồi uống cũng được giờ múc nước bỏ vô
rồi đó, đụng ghèm ta nữa nè, em đụng hai lần rồi đó. Rồi bây giờ là tôi vừa với anh hai sẽ về lại Long Xuyên nha bà con bác. Dạ, nghe nói ở Long Xuyên ban đêm vui lắm, có chợ nổi Long Xuyên, có chợ đêm Long Xuyên. Thôi đi chợ đêm Long Xuyên cho mấy bạn nhỏ đi chợ đêm cho biết. Chợ đêm Long Xuyên thì có đi bộ nè. Đó tối ngoài ngoài quảng trường đông lắm đó, anh Trung. Cảm ơn em nhiều nha. Tối rồi có cái lịch trình như nào đó cho em thấy cái post lên chờ để bà con này nọ tới họ tương tác với đoàn mình. Tối thì ra anh với anh Nam về nghỉ ngơi rồi tối ra đó đi chợ đêm rồi gặp gỡ bà con cô bác cảm ơn rồi cũng như là ăn uống là tầm 6-7 giờ vậy. 7 giờ mới đông phải không? 7 giờ đông. Tối nay là anh hai đâu đó anh xiết xiết với mua lửa. Mới xèo hả? Hết xèo luôn hả? Hết rồi hả? Trời ơi, vậy mà hối đợi. Tính về em mới xèo. Ơi, quay ra đây làm chưa à? Hết sớm vậy chạy. Trời ơi, đợi chú hoài luôn mà không ăn hả? Đi đi không? Đồng loạt hết tiền rồi, mua hết tiền. Mua quá trời rồi chị ơi. Mua quá rồi mua. Về em còn nhiều hơn chị luôn á. Em giá số còn nhiều hơn chị luôn. Số nhiều đâu? Hả? Số nhiều đâu? Nè, số nhiều hơn chị không? Nhiều lắm rồi, cảm ơn chị nha. Ủa rồi mời có bán bánh xèo nữa không? Tối con bán không chị? Bữa nay mùng 5 năm hả? Bữa nay mùng 5 năm hả chị? Mùng nay mùng 5 năm mình hả? Trời. Ủa mùng 5 năm mình ơi anh. Tết mười. Nửa năm rồi. Quên vậy? Công việc nhiều quá không biết. Dạ, con ngày Tây không à. Quên mùng 5 năm luôn. Trời ơi, mùng 5 tháng 5 ai lúa nó giờ mùng 5 nó bán cái gì? Dạo vừa không? Chú vừa không? Ủa? Cái vừa đi. Rồi ngồi vừa mấy em ơi. Ghế thấp nè chị, ngồi ghế thấp nè. Cái vừa này bỏ hả chị? Dạ. Vậy thôi ăn cái vừa thôi, khử. Ăn cái vừa nó khỏi lấy tiền nha. Ừ, ngon ghê hả? Ngon ghê bỏ uống dạ. Đây là cái mà xài. Vô cho muỗng đi, xin muỗng nè. Cái này để cho cái muỗng luôn. Mà sạch nó không? Sạch có, cái vừa trời đen chậm. Trời đen. Đã bán vừa uống nước là bán cái trái vừa nhỏ nhỏ vậy nó mới ngọt. Cái này là bán vừa nước lít. Bán lít. Nước lít để làm, người ta nấu cái gì. Hết tiền rồi. Bác lấy đò thằng tượng bác hay quá, giờ muốn lấy tấm hình. Chụp chứ anh coi hình. Chụp hình phải không? Dạ. Chụp đại nó 1, 2, 3, 4 bôi gì đi chứ, có 1 bôi thì được nè. Có điện thoại bác không? Bác có điện thoại không? Chụp điện thoại cho bác. Rồi chặt vừa đó, nó đang khát nước. Bác người cái xác vô xíu bác. Ôm bác hai luôn bác. Rồi. Vô cho mà mấy anh chị em mình vô uống miếng nước dừa. Uống nước dừa thì tính tiền, còn ăn cái dừa thì khỏi. Đây. Dạ. Dạ. Chị hỏi anh kìa. Ai mộ hệ nam kìa. Cho nên là mình uống một trái thôi, còn như mình là còn lại mình ăn cái. Đỡ tôi. Ngoài đời ông đẹp trai quá ha. Không đẹp trai. Trai hơn trong không? Không. Chú lại nam này đẹp trai quá ha. Đẹp trai không con? Đẹp trai, trai quá. Đẹp trai hơn chú luôn nữa. Dạ. Con là xấu mà, con đâu có đẹp gì đâu. Đẹp trai hơn chú nữa. Ở trong thiên nó ngoài đợi gan. Đi gan quá chị. Ôi. Quấn khăn dằn gần cổ đi gan luôn. Dạ vô chơi vậy, vô uống nước vậy. Uống nước đi. Uống nước vừa từ bữa chú sở
Vô nước mấy bạn ơi. Hết tiền rồi, đi qua bên kia nó giờ xài hết. Trang ơi, mua giùm cô mấy tờ đi cô. Trang để cô theo cô mời hoài. Nó mua. Em mua nhiều quá rồi. Mà chai hơn cho Trung Phiên nữa không? Trung Phiên còn giả dây da già này nọ đồ. Giả da già. Ngồi chơi con. Ngồi ngồi gần ổng nè con. Dạ. Ngồi gần ảnh nè. Ngồi đâu có tiền đâu ngồi uống nó. Trời ơi. Trái dừa mà. Trái dừa mà. Dạ. Bao chưa? Dạ anh bao hả anh Nam? Ừ. Uống lượt 5 trái à? Dạ. Uống lượt 5 trái được không? Không. Bán hết rồi con? Dạ. Bán hết rồi. Bán nhiêu tuổi rồi con? Dạ bán số 62. 62. Chú bao nhiêu tuổi vậy chú Nam? Đẻ lâu lắm rồi giờ không nhớ nổi. Đẻ lâu không nhớ nổi. Đẻ lâu lắm. Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm mới về luôn xin. Không, bà già đẻ ra mấy chục năm rồi mà giờ hết nhớ. Mà bà già mất rồi không? Bà già mất rồi đâu ai nhớ. Không ai nhớ giùm. Chú Nam cho cái thằng dằn cổ được không? Căn này hả? Dạ. Không, căn này không quấn đi thì người ta đâu bước năm năm đâu. Dạ. Người ta quấn cái này. Anh con cái à? Đủ hiểu con cái một á. Độc quyền luôn đâu có đâu. Chị cho cái nón được không? Cũng có con cái một không à? Dạ, chị cũng có cái hết trơn à. Miệng nói xin. Người cho cái gì cũng có con cái à. Chỉ có cái tay là hai cái, hai tay nè. Hai chân nè, còn cái gì cũng một. Bắt tay tay được không? Hả? Bắt tay tay được không? Được. Cũng có người dạo không phải không? Cái gì cũng một không? Không, bằng tay ông mềm thì trời mình mà tao có một đứa không hay là nhiều đứa? Không. Một luôn, hai luôn. Trời ơi, tôi mà coi cái hài kịch gì mà có hài tên Nam rồi bắt đầu tôi phát. Ủa gì? Vừa chị, ủa chị chặt con thái hả? Nhiều không chặt chưa nữa. Con thêm chạy. Thôi má hiền ghê rồi. Hai em con. Được xong đi tìm con gái chờ trở về đặng cãi cho thằng mặt nám á đến tù á lượm hả anh lượm sông dài sông dài phim sông dài không sông dài tiểu thuyết sông dài uống rồi con uống vừa không uống trái con dạ không dạ. Nè cô nhắm nè mấy bạn nhỏ nhỏ này là fan ổng không á dạ fan ảnh không đi từ thành phố mà đi theo suốt mà đi cái đứa không nè, fan luôn này nè bán kim cương nè mà fan luôn nè đó này bán máy lọc nước mà mê đi theo kim cương mà mê luôn còn này là biên tập sản xuất mấy chương trình nổi tiếng nè đó đó bà chủ khô bò mê mà đi theo còn cái ông đó nữa kìa ông đó làm du lịch mà mê đi theo luôn kìa đeo qua nay luôn đeo qua nè tối tới sáng luôn tối nay cho hai đeo nữa chó này là về chó này là giật năm thằng chậm từ sáng giờ giờ đi về nó vậy nó gần gũi ha mấy con chó mà gần gũi về là nhà hay bị mất chậm gần gũi với bạn của khách lạ ai biết được trời ơi bữa nay là mùng 5 năm rồi á nửa năm rồi đó mà anh em mình cùng phiêu bạc không ở bên gia đình ăn cơm ăn nước gì cái nghề của mình dạ hiểu cái thêm mấy chị ủa nhìn nhưng mà chắc hai bạn một trái thêm ông hút với một trái ăn uống hết đâu ui trái bự lắm cái dừa nó bự cái bán dừa này để lấy nước bắn lít nếu mà vừa uống thì người ta làm cái trái nhỏ nhỏ này nè để thử ngọt không nha cũng được thôi chứ được. không mà hôn vừa này của anh quê của anh Khương đó dạ ngon. Của em già nè cho nên nó lấy khô cho ông ảnh hả trời ơi do nước khô rồi nước khô không cơm kìa tối nay đợi tiệc cơm mày thế mời ăn đi
mới xuống nữa. Ủa mời bây giờ chú đang về thành phố mà chú mời chú chở xuống nữa ăn đâu, cơm. Còn ở đây chú mời xuống đây ăn cơm rồi mới về thành phố. Chú khách sạn nào? Để tối tôi lại hả? Tưởng nơi để tối tôi lại. Để con chờ. Để con chờ đi. Rồi lên chợ thì dễ. Để con chờ để chảy lại số phòng. Bà cho người ta ngủ ngon chắc đây. Chưa có lấy phòng. Chưa có lấy phòng được. Bà kéo một cái hết ngủ luôn. Rồi thôi được rồi cưng. Cây ông cổ ông bạn anh chú Nam. Cây ông cổ tôi chú ca ta đôi ông cổ rồi. Ôi ơi. Mai đi mai xuống ăn cơm rồi ca luôn. Ăn bản đi. Giờ tôi chú đóng dai một bản một à. Giờ đó bụng quá rồi ca đâu. Mua cơm chú ăn nha. Mai xuống nướng khô rồi ăn cơm rồi cái ca nó mùi. Giờ ca ăn bản chú Nam. Bài gì cô? Bài gì cô? Bài gì cũng được chứ. Bài gì tôi cũng đáng. Bài gì cô cũng thuộc luôn hả? Xong ca với Khương dừa rồi. Không, em cũng lai chú à. Hát với anh mà, thần tượng mà. Thần tượng mà ca với người khác tôi đâu có chịu. Đặt cho bạn chế nè, vui. Bữa nào mời đi. Ca tiếng hồi cho mậu đi chú, chú Nam. Mời đi, bữa nay mệt lắm rồi đi. Trời ơi, chị là chết rồi. Mệt rồi ca nó bị đứt hơi. Đứt hơi hả? Đứt hơi mệt mà đâu có ca nữa. Như này, ở đây nó bị... Bữa hôm hát mà bị sụp té xuống cái... Hầu hồng cá cái đó cái bè cá sụp giòi rồi nó đau. Mình đi cái bè bánh nó sụp giòi. Dạ. Bây giờ cái chân nó bầm hết rồi cô, chân bầm hết rồi. Giờ làm sao cô? Dạ. Làm sao để hết bầm cô ơi? Lấy bông điện lắp vô hết rồi. Bông điện lắp vô. Bông hài. Bông hài. Hài với chú mà. Dạ, xích vô xíu cô. Rồi. Sao giữ khoảng cách quá vậy? Sao chú Nam đóng thử một chai thôi. Đâu cô hát thử chứ câu ơi. Mới được, bữa nay đang mệt rồi. Hát chai nào chú đáp chai đó đó. Lan và Điệp cô hát thử cô Lan ơi. Cô thử ai? Không, Lan và Điệp cũng được đó. Chú hát vô là tôi vô trong cổ liền đó, tôi vô liền đó. Được đó hả? Để mời xuống ăn cơm xong rồi. Trời ơi, vậy xong rồi chết rồi. Hết cái gì ta cũng phải hẹn đâu, mệt mà nó đi mấy ngày rồi, té nữa rồi, đâu ơi, sao mà. Trước mai mơ mơ xuống cho chết. Nè, nói là nghe nè, mơ là muốn ca đúng không? Bà chuẩn bị tâm lý bà ca đi. Đúng rồi, đó. Ta đang quay về mệt. Đúng. Chuẩn bị ngon xíu đi. Té nữa. Quay bộ phim gì chú Nam? À, gì ta? Hai lúa hết lúa. Hai lúa hết lúa. Hai lúa hết lúa. Hai lúa mà hết lúa luôn rồi, rồi sao còn đâu sống. Còn... Đã lúa đã còn đã có lúa rồi mà hết lúa rồi đã hết lúa rồi sao sống được. Còn còn bà tôi ba hết tiền nè. Đó. Đó ngồi chơi. Đó. Mới đi gặp đại ca đó. Còn nói chuyện rỗng rãng. Uống nước vô uống nước ổ xong. Đang bán hàng bỏ sang đây. Thâm mộ chú Nam. Nhưng mà gặp đại ca kia không tiếng mẫu còn đi liền phải không? Gái hả? Không. Đại vàng khu mã lạng. Chơi chúng nó xây nắng ra ngoài trời, nó đi họ xây nắng. Nắng chưa xài chưa? Xài nắng. Nắng uống nước dừa vô biết có to. Nãy giờ lâu lắm rồi tao cũng không có đi mà nắng mà nói. Dạ. Đợt này quá sức lao động rồi. Ngày đi đêm. Thấy đen hơn nhiều quá, thấy tiều tị hơn nhiều mới 2 ngày. Sơ sát đâu á. Làm gì mà đến nỗi này chứ. Đi mua kim cương. Đấy, mua kim cương chưa thấy. Kim cương chưa thấy mà không về sơ sát thì. Thấy sao kéo thì sẽ ghé chân rẫy trước. Toàn là khô với mắm. Kim cương đâu. Sao tư vấn kim cương đâu coi chứ. Chú rồi mê rồi coi nè, dạ, đeo kim cương quá trời nè. Đi mua kim cương rồi này kia hả? Tiền ta trả thì mấy trăm triệu cho không lấy. Qua con chốt nửa ký rồi chú. Qua con chốt nửa ký ở quán chú rồi. À. Mà con thấy chú nhiều tiền quá, người ta gọi trả lời chú mệt, chú cũng mệt. Bây giờ để con nghe xong rồi chú chuyển tài khoản cho con. Bây giờ nửa ký kim cương là nhiêu? Bên em là bán mấy chục, dạ. Mấy chục rồi có mấy chục. Chục thì kim cương nó cao nhất là khoảng nó bằng
có 2 tỷ không? Dạ có hơn nữa chú. Mua cái gì mua vô tiệm Kim Cương mua cái gì mà để được tặng cái lịch treo tường á. Cuối năm được treo tặng cái lịch á. Mình thích cái lịch thôi. Vô mua gì cũng được tặng. Cuối năm là cuối năm mới có tặng cái lịch. Hoặc là tặng cái đồng hồ treo tường anh cũng thích nữa. Anh Toàn là ở nhà anh mua anh lấy đồng hồ treo tường với lịch tôi không buồn vàng Kim Cương anh không lấy. Mua giờ bỏ tùm lum rồi. Thiệt. Thích cái đồng hồ treo tường nó là thời gian á, thời gian là quý nhất. Đúng không anh hai? Thời gian là quý giá nhất, còn kim cương thì vàng bạc là nghĩa lý gì? Nói thì mình nói cho vui vậy thôi chứ đâu có cái gì nó sướng mình có kim cương với vàng nhiều đó, với tiền. Nói thì nói cho vui. Nó nổ quá. Có tiền có tất cả. Có gì mà có tiền mà không có không anh? Cũng có hả? Cũng có. Cũng đôi khi cũng không? Cũng có tiền, nhưng mà có niềm cái sức khỏe nó không có. Ừ. Những người có tiền, mày không có sức khỏe rồi có tiền non bạc biển thì nó cũng niềm, không ham. Nhiều khi niềm vui, còn như hạnh phúc. Còn hạnh phúc. Có thể lấy tiền để vun đắp hạnh phúc vậy? Dạ con. Tại vì như cái thằng cháu nó bệnh, nó qua 4 năm mà đi, bây giờ nó khổ chết. Dạ. Chính quay lên. Dạ cô qua bánh cô để nó lấy thông tin con đi con. Dạ cảm ơn cô. Dạ thôi cô để lấy thông tin con. Nhiều khi nó có thể dùng tiền để mua hạnh phúc cũng được, nhưng mà nó nhiều khi nó không có trọn vẹn. Lại thì có tiền nhiều thì nó sẽ sướng hơn. Không có tiền có nhiều thứ nó giải quyết được bằng tiền đúng không anh? Có nhiều cái nó giải quyết được bằng thường tiền. Như thứ nào cũng giải quyết được bằng tiền hết. Ví dụ như sức khỏe cũng được, có tiền thì mình vẫn theo dõi sức khỏe cũng được. Có còn nhiều khi không có tiền cái mình không có theo dõi sức khỏe được, bệnh hoạn mình không biết. Những người ta bệnh nhưng mình ta có tiền nhiều cũng có thể ta sống được. Dạ. Ta đi chỗ này chỗ kia ta chỉ bác sĩ giỏi, ta bỏ tiền ra nhiều cũng có thể ta hết bệnh. Dạ. Còn tiền ít thế vậy chứ nói thì nói vậy thôi chứ nó vẫn khổ. Bây giờ ông bà mình nói rồi, nghèo thì nó khổ. Nghèo thì nó khổ hả? Giàu đi với sung sướng hả? Giàu đi với sung sướng hả? Nó tóm lại con người, đời người thì cũng phải chết. Có tiền nhiều thì chết nó cũng sẽ sướng hơn, tiền ít hơn. Đám lớn hả? Làm đám nó lớn hơn hả? Màu má nó cũng má nó đẹp hơn. Trang hơn. Cái gì? Tự nhiên nói tới cái nó bị trầm xuống ha. Mấy đứa nó ngồi nó nghe chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm. Mình vừa có nhiều vừa có tiền hay là vừa có sức khỏe là vừa chưa có gì. Mà mình có tiền á thì thường thường có tiền nhiều đó. Người có tiền nhiều đó thì người ta sẽ giữ cái sức khỏe người ta nó chắc hơn cái người tiền ít. Tiền ít phải đi làm suốt ngày thì kia nó quên đi kiểm tra sức khỏe đi. Thấy không? Thì tới chừng phát hiện được thì nó bệnh nhiều à. Bệnh nhiều mà mình tiền ít nữa thì mình không có tiền để mình điều trị. Thì nó sẽ mệt ha. Nó sẽ mệt cho những người đã có tiền nhiều. Đã có tiền nhiều người ta đi khám định kỳ hàng tháng. Khám được bệnh viện được bác sĩ tốt hơn. Nói chung thì người ta sướng hơn cái người ít tiền nhiều. Nhiều thứ lắm. Mình tưởng mình không thể nào chối cãi được cái đó được. Nhưng mà ai cũng muốn tiền nhiều chứ. Ai mà không muốn tiền nhiều. Ta đi làm vất vả. Dạ. Đi làm gì để kiếm tiền. Dạ. Người ta làm kiếm tiền chứ người ta không phải đi làm để kiếm cái ăn hoặc là làm những cái mặt hoặc là để kiếm để có hạnh phúc hoặc là chung là để có tiền. Từ tiền nó sẽ có cái ăn, có cái mặt. Nó có cái này có cái kia. Nói chung có tiền nhiều thì giải quyết được nhiều cái thứ đó. Ủa nhà sao người ta phải quy định bằng tiền hả? Bằng tiền ha, phải có một thứ ha. Phải có tiền mà là giao dịch chứ. Có mấy cái hội chợ hoặc là cái lễ hội nhân gian người ta chức người ta lấy lá cây làm tiền đó. Ở trên Tây Ninh hay gì đó. Lấy lá cây mua bánh, lấy lá cây rồi mua giống như hồi đó mình chơi nít vậy. Nít lấy lá cây làm tiền. Làm cho nó cảm giác cho nó nhẹ bớt. Đỡ áp lực.
áp lực tiền bạc nó đủ thôi, nó dư chút đỉnh thôi, chứ nó chung là tiền nhiều quá thì cũng không làm gì. Nếu mà có tiền nhiều quá thì mình chỉ lo cho mình, gia đình mình, con cái, rồi dòng họ mình, bạn bè, thí dụ người nào nghèo khó quá đừng giải quyết đỉnh nữa, thì cũng nếu nhiều quá nữa cũng phải để cho xã hội thôi, chứ mình để cũng không làm được. Chứ nhu cầu mình cũng đâu có gì nhiều đâu, không cũng ăn cũng nhiều đó, ăn nhiều bệnh nó chứ làm gì. Đi xe một chiếc thôi, nếu như có tiền nhiều đi chiếc xe nó mất tiền chút, nhưng mà nếu tiền nhiều quá thì nó dư rồi. Dư thì mình phải chia sẻ, chia sẻ có tiền chia sẻ cho người ta, tại vì bây giờ nhiều bà con cô bác làm có được cái thu nhập tốt nó cũng chia sẻ. Nhưng cái của mình cũng muốn lắm, có lòng lắm nhưng mà nó không đủ sức. Dạ. Thôi Vân đừng có khóc, có gì đâu, Vân ngồi nghiệm xíu mà khóc rồi mới quẹt nước mắt. Không phải nó khóc gì cái vụ mình không nói về tiền mà nó khóc cái vụ đêm hôm vụ té hôm nói gì với đau. Mình phải ngẫm lại là không biết bao nhiêu người không té mà sao tại mình té, tại sao mình té, nó chấn thương thẳng cái gì chứ chấn thương thẳng rồi mình không biết thôi. Không có nằm bên ngoài mình không có phát hiện được rồi chứ. An Giang là có trên 40 năm mà chú Nam mới về đây ở đâu dữ vậy? Trên 40 năm rồi. Đâu dữ vậy tới cái lương ông hồi xưa về đây là năm con cái lương hôm nay chừng 20 năm chứ đâu 40 năm chứ. Năm nay nhiêu vậy? Năm 48 rồi. Rồi, cỡ chừng 20 năm rồi có chứ đâu. 20 năm anh chưa về Long Xuyên hả? Có về chứ, đi ngang về diễn thôi. Chưa về diễn mấy cái rạp diễn cái lương á. À. Chứ còn hồi đó là cái gặp An Giang mình ngày xưa đây nè. Năm nào cũng có chứ. Gặp An Giang ngày xưa. Cỡ 20 năm, 20. Còn cái lương nhân dân Thiên Giang. Kỹ hả? Nó kỹ lắm. Hay hả? Trẻ rồi. Trẻ rồi. Nghệ sĩ chơi trẻ hơn. Cười nhớ là nghệ sĩ hài nữa ha. Cười. Mình, mang tiếng cười cho mọi người. Niềm vui gì đó, niềm vui sẽ làm cho mình trẻ. Bữa mình uống rồi thôi, mình đi về chứ mình tính ở đây hoài sao. Dạ. Tính tiền về. Tính tiền vừa đi em ơi. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác. Rồi về tụi em coi clip lại rồi tụi em suy ngẫm cho kỹ nha. Suy ngẫm về cuộc đời. Để qua mình gửi tiền. Về cuộc đời, về tiền bạc, về sức khỏe thì chia sẻ. Cho nên á, mình làm có kim cương nhiều mình nên chia sẻ cho người ta, chứ mình giữ lại rồi mình bán chi, đúng không? Như anh á, nhà dừa đó, trái cây đồ anh chia sẻ cho mọi người. Mà mắc mớ gì kim cương mình nên giữ, đúng không? Mình phải chia sẻ cho mới chia sẻ. Không, anh cũng có đi chia sẻ mà. Giờ mà lên Kim Khiết mà mua kim, anh hai lúa mua kim cương nè, anh mua nhiêu mua rồi đó. Còn anh nè, anh được tặng mấy cái gì đi kèm, ví dụ lịch đồ đồng hồ rồi nhớ cho anh nha. Anh chỉ có nghĩa không đồng hồ lịch rồi kia đâu, cái gì áo thun nữa, áo gì nè, áo đồng phục rồi mấy cái bộ quà tặng đó. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác nhiều ạ. Chúc quý bà bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con bác vào tối đêm nay một đêm duy nhất tại sân vận động Long Xuyên, với sự sở có mặt của nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam 20 năm đã trở lại Long Xuyên với màn với tiết mục xiết ảo thuật múa lửa hát gì nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam lần đầu tiên tiết mục hát trong cổ bằng miệng chứ hát bản gì vậy. Già đi rau lên chắc tối nay chắc thiệt. Chắc trời chắc bu cho bà con bác lại chắc. Tối đêm nay. Không còn không? Tối đêm nay một đêm duy nhất tại quảng trường Bắc. Rồi đi. Dạ, đi ạ. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn bà con bác. Chúc bác nhiều sức khỏe, gặp lại. Bye bye.